Khởi tố vụ án mẹ rủ con gái mang 95 triệu đi mua ma túy. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy liên quan tới nghi phạm Hồ Thị Lưu và Hoàng Thị Hằng. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, tại km 8+150 quốc lộ 4D thuộc địa bàn thôn Bản Việt, xã Bản Việt, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng, Công an xã Bản Việt bắt quả tang hai mẹ con Hồ Thị Lưu, sinh năm 1975, và Hoàng Thị Hằng, sinh năm 1997, cùng trú tại thôn Phố Mới 1, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gồm một bánh heroin và nhiều vật chứng khác có liên quan. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh, tổng trọng lượng vật chứng thu giữ là 351,7 gram heroin. Điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023, Hồ Thị Lưu bảo con gái là Hoàng Thị Hằng dùng xe máy chở từ phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai vào xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng để mua ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 95 triệu đồng. Khi hai đối tượng đã mua được ma túy và đang trên đường trở về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Chiều ngày 15 tháng 5, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn thôn Bản Việt, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng để điều tra theo thẩm quyền.